Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên cho biết rằng cuộc biểu tình để phản đối lệnh cấm coronavirus đã diễn ra tại Đức Quốc. Hàng ngàn cư dân bản xứ vào ngày thứ Bảy 7 tháng 11 đã cùng nhau quy tụ trên khắp các ngã đường ra vào ở thành phố Leipzig để phản đối những lệnh cấm khắt khe có liên quan tới đại dịch COVID-19. Mặc dù Bộ Y tế vừa mới cho biết, số người lây nhiễm này đã gia tăng lên mức là 642.488 người. 11.226 người trong số này đã tử vong. Truyền thông địa phương vào cùng ngày ước tính, có đến 16.000 người đã đổ xô về công trường Agathos ở trung tâm thành phố sau khi nghe theo lời kêu gọi của phong trào Quarantine, mà trong tiếng Anh có nghĩa là Anti-Coronavirus Measures. Phần lớn đều không đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách ở chốn công cộng. Vì vậy, chính quyền lo ngại số người ngã bệnh sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày sắp tới.